Chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Vivu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Viện Hải Dương Học Nha Trang, bảo tàng hải dương học lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nơi lưu giữ những mẫu vật quý giá của cá voi và các loài sinh vật biển khổng lồ, cùng với thủy cung tuyệt đẹp. Hãy cùng nhà mình bước vào thế giới đại dương kỳ thú này nhé! Không chỉ có những mẫu vật độc đáo, Viện Hải Dương Học còn mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị về cuộc sống dưới lòng biển. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những loài sinh vật biển hiếm có và tìm hiểu về hệ sinh thái biển phong phú. Và sau khi đã thỏa sức khám phá đại dương, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một quán hải sản bình dân nổi tiếng. Quán này được biết đến với nguyên liệu sống, được đánh bắt từ biển khơi ngay trong ngày và sở hữu công thức chế biến các món ăn đặc biệt, rất riêng. Hãy cùng chờ xem nhà mình thưởng thức món gì ngon nhé! Nào, hãy cùng nhà mình bắt đầu hành trình thú vị ngay bây giờ. Bạn đừng quên đăng ký kênh Gia đình Vivu để không bỏ lỡ những video clip hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, hành trình của nhà mình xin được phép bắt đầu. Vi sẽ đi bảo tàng Hải Dương Học. Mở đầu hành trình, nhà mình sẽ đưa bạn đến một địa điểm đang rất thu hút tại Nha Trang, nơi đại dương bí ẩn đầy mê hoặc trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Viện Hải Dương Học Nha Trang sở hữu vô số các loài sinh vật biển bí ẩn, các loài cá với vẻ đẹp kỳ lạ và những chú cá mập đang tự do tung tăng bơi lội. Tất cả tạo nên một thế giới dưới đại dương sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Viện Hải Dương Học Nha Trang ban đầu có tên là Sở Hải Dương Học Nghề Cá Đông Dương, được thành lập vào năm 1922 dưới thời Pháp thuộc. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi cùng với sự đa dạng sinh học vô cùng phong phú, viện là nơi nghiên cứu, lưu trữ và bảo vệ sinh vật biển lớn nhất Đông Dương. Giá vé tham quan và phí gửi xe được niêm yết rõ ràng ở quầy vé. Người lớn 40.000, sinh viên 20.000, học sinh 10.000 và miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ba người lớn và một học sinh, bé Bin là tính vé 10.000 học sinh. Bước vào thủy cung của Viện Hải Dương Học Nha Trang, bạn sẽ bị mê hoặc bởi hơn 10.000 cá thể thuộc hơn 300 loài sinh vật biển đa dạng và phong phú. Ngoài ra còn có hơn 23.000 mẫu vật của 5.000 loài sinh vật biển được sưu tầm, gìn giữ từ nhiều năm nay. Những bộ xương hóa thạch của các loài sinh vật biển cổ đại tại Viện Hải Dương Học sẽ khiến bạn như lạc vào một thế giới đã tan lụi nhưng rất diệu kỳ và đầy quyến rũ. Bạn có biết về loài cá sụn lớn nhất thế giới này chưa? Hay chú cá voi lưng gù đã bị chôn vùi ở đồng bằng sông Hồng hơn 200 năm nay? Và tên của chú cá có gương mặt kỳ lạ này là gì? Đây là cá lóc chuột. Cá lóc chuột hả? Mặt rất giống con chuột. Xấu dễ sợ. Và còn rất nhiều điều mới lạ đang chờ đón chúng ta. Hãy cùng nhà mình khám phá Viện Hải Dương Học Nha Trang ngay bây giờ. Vừa bước vào bảo tàng, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi một xương cá voi lưng gù khổng lồ dài 18 mét, nặng 10 tấn, được khai quật tại tỉnh Nam Định vào năm 1994. Đây là xương cá voi lưng gù. Bộ xương đã bị chôn vùi trong lòng đất ở đồng bằng sông Hồng hơn 200 năm. Khi phục dựng lại bộ xương, các đốt sống cùng phần thân dưới của cá voi lưng gù được các nhà khoa học phục chế lại, bảo tồn nguyên vẹn. Là mẫu vật cá tầm Trung Hoa cũng ấn tượng không kém. Năm 1977, một mẫu cá tầm được bắt bởi ngư dân biển Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ngư dân phát hiện ra hình dáng con cá rất đặc biệt, với râu và vảy cứng xếp lớp giống áo giáp. Còn cá tầm bự dữ vậy? Ừ, trước tầm trung khủng long nè. Bữa bên kia nói nó là khủng long là đúng đó, tại vì nó là từ thời tiền sử luôn á con. Con cá này được gọi là rồng biển. Cá tầm có tuổi thọ lên tới 100 đến 200 năm và là hóa thạch sống vì ngoại hình của chúng không thay đổi từ cách đây 200 triệu năm. Còn có mẫu vật của bò biển. Đây là loài thú biển quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Khung xương hàm răng cá mập, loài cá hung tợn nhất đại dương cũng được trưng bày tại đây. Rời khỏi khu trưng bày, nhà mình bắt gặp một hồ nuôi cá mập khoảng 3 loại cá là cá mập rạn san hô, cá mập vây đen và cá mập y tá. Đây là một cái hồ thủy cung nhỏ, để mà mình đi xuống mấy cái đường luồn mình sẽ nhìn thấy bạn ở dưới mặt nước các bạn mọi người. Bây giờ mình nhìn ở phía trên này mình sẽ không có thấy rõ tại vì ánh sáng nó khác biệt quá, mình không có nhìn bằng mắt thường được. Nhìn kỹ lắm mới thấy được con cá mập hoặc là một số con cá nó đang bơi lội ở dưới.
Trong khuôn viên tham quan của Viện Bảo tàng Hải Dương Học còn có một khu rừng ngập mặn, nơi nuôi dưỡng và bảo tồn loài cá sấu hoa cà, loài bò sát lớn nhất thế giới. Hiện nay, số lượng cá sấu hoa cà đã bị tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên và bị nghiêm cấm mọi hoạt động săn bắt buôn bán. Tiếp theo là khu trưng bày đa dạng sinh vật biển, là nơi trưng bày bảo quản bộ mẫu sinh vật biển, nguồn di sản biển lớn nhất Việt Nam hiện nay, được xem là nơi có ý nghĩa nhất, làm nên nét đặc trưng cho Bảo tàng Hải Dương Học. Mẹ con khủng long cá mập sự tiến hóa con nó biết là con xong rồi cá mập thời bây giờ nè cá mập trắng. Khu trưng bày đang lưu giữ và bảo tồn một bộ mẫu sinh vật biển lớn và quý giá với khoảng 23.000 mẫu thuộc 5.000 loài. Nhiều mẫu vật quý hiếm đang được lưu giữ tại đây như cá nhám voi là loài cá sụn lớn nhất trên thế giới. Chiều dài có thể đạt đến 15 mét. Kế đó là bộ xương bò biển và đáng kinh ngạc nhất là mẫu vật cá nạn hải nặng gần 1 tấn, dài 3 mét rưỡi, rộng 5 mét. Ngoài ra còn có một loài sinh vật đáng sợ dưới đáy biển sâu. Điển biển quá trời luôn. Lắng biển hả? Không, điển là một cái loại mà nó hơi giữa giống như con cá trình với lại con rắn vậy, tức là nó độc á, cắn nó độc á, cho nên người ta nói mà đi mà thấy con điển là tránh xa nó. Ở đây trưng bày rất là nhiều điển nè, con điển nè, nhìn mặt nó ghê không? Với lại cái mình nó dẹp dẹp dài dài. Sau khi khám phá các mẫu vật, ngay bây giờ nhà mình sẽ đưa bạn đi khám phá thủy cung, điểm hấp dẫn nhất của Bảo tàng Hải Dương Học. Khu vực đầu tiên là rạn nhân tạo. Rạn nhân tạo được xây dựng bằng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, nhằm làm giàu thủy sinh vật ở vùng đáy, có tác dụng thu hút các loài thủy sản đến tập trung trú ngụ, kiếm ăn, sinh sản và phát triển, giúp phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học biển. Và đặc biệt là hỗ trợ phục hồi rạn san hô bằng cách cung cấp giá thể cho san hô và rong tảo phát triển. Phần này là tôm lạc đà. Tôm lạc đà, cái con quý đó nha. Tại vì nó có cái bú đằng sau giống như lạc đà. Tôm lạc đà có khả năng thay đổi màu sắc rất nhanh, không chỉ để ngụy trang mà còn đóng vai trò trong quá trình giao tiếp và sinh sản. Đây là cá lóc chuột. Cá lóc chuột hả? Mặt rất giống con chuột. Xấu dễ sợ. Cá lóc chuột chấm son có thể thay đổi màu sắc cơ thể, màu sáng hơn ở khu vực có nhiều ánh sáng và màu tối ở khu vực thiếu sáng. Thay đổi màu sắc là một dạng hóa trang để trốn tránh kẻ thù. Và còn nhiều loại cá lạ mà có lẽ bạn chỉ có thể thấy tại đây. Một trong số đó là cá bò Picasso, loài cá thường sống theo cặp nhưng lại là loài đa thê. Hay cá bàn chài gai me khi còn nhỏ có màu đỏ với những đốm trắng viền đen dọc lưng độc đáo. Và cá bàn chài sọc to, chuyên gia dọn dẹp vệ sinh trong các rạn san hô. Nổi bật nhất tại khu vực này phải nói đến là loài cá hề, loài cá nổi tiếng ở rạn san hô và được các bé yêu thích trong bộ phim Đi tìm Nemo. Trong cái khuôn viên này là khá là mát. Nhà mình đi buổi chiều, mọi người cũng nên đi buổi chiều ha. Thì tiết trời nó mát mẻ, mình đi mình tham quan, mình không bị đổ mồ hôi, mình thoải mái. Những cái cơn gió làm cho nhà mình sảng khoái để mà ngắm cá nhiều hơn, những cái loài sinh vật biển nhiều hơn. Cái loài cá mà Viện Hải Dương Học lưu trữ thì thực sự là những loài quý hiếm và màu sắc rất là đẹp, rực rỡ. Rời khỏi khu vực rạn nhân tạo là đến hồ nuôi rùa biển. Các chú rùa ở đây rất dạn dĩ, không sợ người. Có chú còn thích náo nhiệt, nơi nào đông người là bơi lại ngóc đầu lên khỏi mặt nước hóng chuyện. Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đây mình sẽ vô thủy cung. Thủy cung còn được gọi với cái tên Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, được thiết kế trong đường hầm xuyên qua núi Bảo Đại, dài gần 100 mét, cao khoảng 5 mét. Tại đây bạn có thể chiêm ngưỡng hàng trăm mẫu sinh vật được lấy từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Cài khổng lồ khổng lồ luôn, ở đây là 758 trời ơi, một cái con trai nó to khủng khiếp chưa? Con to như vậy là ngọc của nó chất lượng sẽ còn dữ dội, liên thành. Bự không con?
bự quá sợ. Đặc biệt trong số đó là mẫu vật cá thu sông khổng lồ, nặng 70kg, dài 4m, lấy từ Trường Sa. Đi. Cái con cá đó, cái đuôi nó vậy nè, xong rồi nó phải mắt. Ê, các bạn nhiệt kế thôi vậy. Không, blue tail. Không phải, cái này nó tên gì Dory đúng không? Đúng không? Ồ, miệng chứ. Đạt chưa con cá, đạt không? Thì con. Một trong những điểm nổi bật tại đây là bể trụ acrylic có chiều cao 4m3, bên trong đàn cá tai tượng thuộc giống Platex, kích thước lớn bơi theo đàn trong dòng chảy vòng tròn chuyển tiếp. Tiếp theo là khu nuôi sinh vật biển, bạn có thể ngắm nhìn các loài sinh vật sống. Là những loài sống đặc trưng phân bố tại vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa, được thuần hóa và cho vào sinh sản nhân tạo tại Viện Hải Dương Học. Bạn đang nhìn thấy là bể nuôi san hô mềm, có 4 bể nuôi được lắp đặt bằng kính cường lực nhập ngoại. Của thủy cung là chiếc hồ vòng dài 25m. Đây là nơi thu hút nhất viện. Bạn có thể thỏa thích nhìn cận cảnh những chú cá mập và cá đuối đang bơi lội xung quanh. Nhà mình vừa mới đi thủy cung xong mọi người, xứng đáng lắm. Viện Hải Dương Học Nha Trang đã thực sự khiến nhà mình mở mang tầm mắt về sự huyền diệu của đại dương bao la. Tất cả các loài sinh vật biển từ khắp mọi miền được tập trung tại đây, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và nhiều kiến thức bổ ích. Nhìn ngắm các loài cá xinh xắn đủ màu sắc hay những chú cá mập, hung thần của biển cả trong thủy cung sẽ làm hài lòng những ai đam mê khám phá bí ẩn đại dương. Nếu có dịp đến Nha Trang, bạn đừng bỏ lỡ nơi nghiên cứu về đời sống sinh vật biển lớn nhất Đông Nam Á này nhé. Bạn đã bao giờ thử hải sản tươi đến mức suýt rơi khỏi dĩa chưa? Hôm nay nhà mình sẽ đưa bạn đến một quán địa phương hiếm hoi tại Nha Trang, phục vụ các món hải sản tươi rói vừa được đánh bắt từ biển ngay trong ngày. Với không gian gió biển mát mẻ, quán cá nướng 68 là nơi lý tưởng để bạn thưởng thức món cá nướng thơm ngon, bùi béo, chấm với nước mắm tan ngay trong miệng khi đến du lịch ở vùng biển Nha Trang. Quán luôn đảm bảo được nguyên liệu cá tươi sống và chế biến gia vị ướp độc đáo. Cá được nướng vừa đủ, giòn bên ngoài, thịt bên trong vẫn giữ được độ ngon, mềm và ngọt thanh. Mỗi miếng cá nướng tại quán cá nướng 68 là một trải nghiệm ngon tuyệt, hòa quyện cùng rau sống và bánh tráng. Vì đây là cái nơi mà thích hợp cho những tín đồ mà hải sản tươi sống. Bởi vì ở đây là cam kết tất cả các loại hải sản ở đây đều là đánh bắt tươi sống lặn đó mọi người. Bởi vì ông chủ ở đây là cũng là thợ lặn, cho nên là mọi người ai mà là tín đồ của hải sản tươi sống thì đây là địa điểm thích hợp. Ở đây chuyên cá nướng, các món cá nướng gia vị nêm nếm rất là vừa ăn, nhà mình rất là thích. Khi đến quán 68, đầu tiên là lựa hải sản. Khu vực này tách biệt với không gian chỗ ngồi và nằm ở bên kia đường. Những hồ nuôi giữ các loại hải sản hiện ra trước mắt nhà mình. Mà hải sản của mình là không có nuôi phải không? Không, chỉ có cái loại ốc phương kia là nuôi thôi. Dạ. Còn như là đồ đánh bắt hết. Đánh bắt đồ cái gì? Trong một bể hình chữ nhật dài có vô số các loại cá nổi tiếng ngon của vùng biển Nha Trang, bạn chắc chắn sẽ bối rối khi lựa chọn món cá nướng nào cho bữa tối nay. Kế đó là bể nuôi tôm tít, các loại tôm tít cỡ lớn hấp dẫn. Tiếp theo là các loại hải sản cao cấp như bào ngư, tôm hùm, cua huỳnh đế và đặc biệt là con bọ biển. Tại vì con này nó ở nhiệt độ lạnh, cực kỳ lạnh luôn, cho nên là nó phải ở đá gì á. Sen nó giống con sen của em. Đúng rồi, không phải sen, con sen nó tròn, còn nó dài. Nếu mà lọng con này là phải ở nhiệt độ 10 độ, nhiệt độ nước 10 độ thôi, là như nước đá gì á. Cái này đặc sản hả? Mà đặc sản anh vùng miền luôn á. Ốc hương thiên nhiên á. Ờ, ốc hương Cam Ranh ha. Ờ, ốc hương Cam Ranh này thì hàng này. Mình làm món gì? Cái này chứ hấp là ngon nhất nè. À, hấp ngon nhất không? Hấp là ngon nhất.
Đến lúc khó khăn nhất, nhà mình sẽ lựa chọn cá nướng cho bữa tối. Rồi, cái này kia là cái bông mây này. À, gì là bông. Rồi tôi con... Bà Sơn là cái con xanh xanh. Là bà Sơn, bà ghép là con dĩ nhiều đây. Cái con to ơi to đó. À, con đó hơi bự á. Mình ăn con sừng này. Sừng thì cũng ngọt. Con nào ngon nhất? Con này là con sừng á hả? Bà dê sừng á, bà sừng. Con đó nhìn vậy mà làm sao? Con to nhất. Đây là 660 kg. Bà sừng thì nó ngọt, mình nướng ngọt nè. À. Giờ thì mình nướng với bẹt lấy chuối. À. Mình hấp đúng không? Nấu lẩu. À, mú thì là hấp. Giờ cũng nấu lẩu, chua cay lẩu nè. Con đó đi ha. Cô nói con bò sừng đó nó ngọt. Yeah. Ngọt là ngon á. À, ngọt là ngon á. Không có vị dai nữa. Dai hả? Dai là tươi đó. Thích con nào là chơi con đó luôn ha. Thích con này là từ Vin thích là bà đã chọn con đó. Con này Vin thích thì bà cho Vin ăn con đó. Chưa ký đây. Chưa tới 1 ký. 98. 98, nhìn mặt nó cay. Cuối cùng, nhà mình đã lựa một con cá có màu xanh rêu, trên đầu có chiếc sừng kỳ lạ. Và thực đơn hải sản hoành tráng của nhà mình ăn tối đó là cá bò sừng nướng muối ớt, xá sùng nướng muối ớt, móng tay xào me, cơm chiên é để no bụng, và một cái phần tiết canh hàu. Đây là món tiết canh hàu. Hàu rất là tươi mọi người. Ở đây cái vị này á mọi người, nó đã họ đã nêm cái mù tạt vô rồi nha. Ai không ăn được mù tạt cẩn thận nha. Nhưng mà cái vị hăng nó nhẹ lắm, nó vừa phải lắm. Và cái rau thơm nó rất là nhiều. Mình rất là thích cái vị rau thơm mà cắt nhiều như vậy. Ăn vô cái con hàu á là nó không hề có cảm giác tanh luôn á. Ngon. Móng tay. Đây, món này thì khá thông dụng ở Sài Gòn. Thì mọi người sẽ thấy là cái con móng tay nó to nè. Ngon quá. Cái thịt của nó giòn giòn sực sực. Và phải nói là đầu bếp đây xào me khéo. Cái mùi vị rất là thơm. Móng tay này nè, nó to vậy nè. À, ăn nó đã lắm. Cơm chiên é đặc trưng của miền Trung nha mọi người. Khi mà đi ra cái tỉnh miền Trung mọi người sẽ có cái món này. Đó, cái món này được 45.000 thôi. Mùi vị rất là ngon nha. Ở Sài Gòn dạo này cũng nhập cái lá é này vào bán trong siêu thị. Cho nên là mình thấy là cái tiếp cận với món cơm chiên é này ở Sài Gòn khá dễ dàng. Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy có quán nào bán món cơm chiên é ngon như là mình ăn ở cái tỉnh miền Trung. Đây là một đoạn xá sùng trên tay mình. Nhìn nó teo lại mọi người, nhưng mà nó rất là tươi nha. Và cái loại mà người ta nướng cho mình đó là nó nhỏ nhỏ thôi. Nó không phải là cái loại xá sùng to thật to. Tại bây giờ đánh bắt cũng khó. Nhưng mà ăn cái này đối với mình là nó ngon hơn phun mực đó nha. Tại vì nó ngọt ở trong miệng á. Người ta mà nếu mà nấu nước dùng đỉnh cao là phải có con này á, là nó thơm dữ lắm. Cái đoạn này mình ăn nó giòn á mọi người, trời ơi, ngon. Mà cái món chính của ngày hôm nay á, của nhà mình đó chính là cái con cá bò sừng. Thì cái phần này có một cái lót lá chuối mọi người. Lúc mà vớt nó lên á, thấy nó không to lắm, nhưng khi làm ra mình thấy là khá là nhiều thịt. Con cá này rất là nhiều thịt. Mình thấy là cái cá này khá nạc á. Mình vẽ cái chỗ nào cũng ra thịt á. Đây, mình mới khựa ra một chút thôi là mình ra một cái tảng thịt trắng tuyệt vời như vậy. Thì ăn cá này thì mọi người chỉ có thể là chấm muối ớt xanh là hấp dẫn nhất Nha Trang. Mọi người nên nhớ là Nha Trang nổi tiếng ở cái cách pha chế cái muối ớt xanh này nha. Tại vì lúc nãy bé Bin nói là ăn muối ớt nhưng mà bé Bin sợ cay, cho nên quán đã chế biến theo cái cách là không cay. Mà nướng muối ớt mà không cay thì họ chuyển hẳn sang một cái món khác. Nhưng mà nhà mình thì thích ăn nướng muối ớt. Cái vị này thì nướng cách này thì mình thấy cũng thơm. Nó làm cho cái mùi vị của con cá nó dậy lên rất là nhiều. Thịt cá cũng ngon lắm. Nướng cách này mình thấy hợp với con cá này ạ. Để ăn cá nướng thì người ta cho mình một cái dĩa rau ăn kèm. Mọi người thấy cũng có khá là đầy đủ các loại rau thơm, xà lách, dưa leo, các loại rau gia vị để mình ăn cuốn. Đây mình sẽ cuốn một cái cuốn bánh tráng.
Bánh tráng thì phải thấm nước nha mọi người, bánh tráng hơi dày. Lần đầu tiên mình thấy một cái món cuốn bánh tráng miền Trung nhưng không có xoài, dưa leo rồi rau thơm một ít. Bây giờ sẽ đến cái linh hồn của cái món ăn cuốn bánh tráng này, đó là cá bò sừng mọi người. Cái tên lần đầu tiên mình cũng nghe. Thật sự cá này rất là nạt. Mình không cần phải đắn đo cái chuyện có xương. Mình cuốn thì không có phải là được đẹp lắm. Mình thấy là cái bánh tráng này mọi người để trên tay lâu quá thì nó sẽ bị dính vào tay. Nếu mà được có cái đĩa thì tốt biết mấy. Bánh tráng khá là dai nha mọi người. Khi mình quấn lại thì nó ôm sát, nó không bị rách. Chấm muối ớt nha. Đó, cuốn mình không đẹp lắm nha. Đó, có miếng cá lòi lên mọi người thấy không? Cá ngon mọi người, cá rất là tươi. Hồi nãy mình ăn không á thì mình thấy đã ngon rồi, nhưng mà thật sự ra mình ăn cuốn. Tinh hoa ẩm thực miền Trung là các món cuốn mọi người. Có nhiều người nói đùa là người miền Trung cứ có cái gì là cứ cuốn lại ăn vậy đó. Nhưng mà đối với mình thì đó là tinh tí. Mình thấy ăn món cuốn nào ở miền Trung cũng ngon hết trơn. Và món cuốn này cũng vậy, mùi vị rất là thơm. Mặc dù không được ăn cá bò da nướng một món khoái khẩu, nhưng mà món này thay thế thì cái bữa tối đầu tiên ở Nha Trang cũng rất là ok. Hành trình khám phá Nha Trang của nhà mình tạm dừng tại đây. Mong là nhà mình đã mang đến những thông tin hữu ích cho chuyến du lịch sắp tới của bạn. Bạn đừng quên đăng ký kênh Gia đình Vivu để đồng hành với nhà mình trong tour khám phá ba đảo nổi tiếng tại Nha Trang nha. Còn bây giờ nhà mình xin chào và hẹn gặp lại bạn ở clip sau.